Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2020, và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 4 tháng 9 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Bính Thân, tháng Bính Tuất, năm Canh Tý. Và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Về ngũ hành niên mệnh Sơn Hạ Hỏa, ngày Bính Thân tức can khắc với chi, có nghĩa là hỏa khắc với kim, và hôm nay là ngày cát trung bình các bạn nhé. Về nạp âm Sơn Hạ Hỏa, kỷ tuổi canh dần nhâm dần, ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi nhâm thân giáp ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày thân lục hợp với tỵ, tam hợp với tý và thìn, thành thủy cục, xung với dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão các bạn nhé. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi giáp dần, nhâm thân, nhâm tuất và nhâm thìn. Tuổi xung trong tháng, tuổi mậu thìn, nhâm ngọ, nhâm tý và nhâm tuất. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như là sao Thiên Đức tốt mọi việc, sao Nguyệt Đức tốt mọi việc, sao Sinh Khí tốt mọi việc, nhất là xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ma nền, trồng cây, sao Thiên Tài tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao Dịch Mã tốt mọi việc, nhất là xuất hành, sao Phúc Hậu tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao Nhân Chuyên đại cát tốt mọi việc, có thể giải trừ được sao xấu, trừ sao Kim Thần thất sát đoạn. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Tặc xấu đối với khởi tạo, động thổ, về nhà mới, khai trương. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Tây Nam, Tài Thần hướng Chính Đông. Và tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên á, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tý á, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp thân Tý Thìn, cho nên với bạn tuổi Tý, bạn đang cảm thấy mình không thể nào có được hết mọi thứ ở trên đời, cho nên hài lòng với những gì mình đang có rồi nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi Tý, bạn đang có được cái vận quý nhân tam hợp giúp sức, nên tình yêu có thể chiến thắng được tất cả với bạn. Tuy nhiên, với bạn tuổi Tý trong ngày này, bạn lại đừng quá đắm chìm trong cái chuyện tình cảm mà quên rằng mình cần phải có tiền mới duy trì được cái cuộc sống hiện tại. Bạn đang gặp phải kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này báo hiệu thu nhập của bạn tuổi Tý đang bị giảm sút đi một cách nhanh chóng đối bạn tuổi Tý nhé. Và trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tý, bạn không có thời gian để làm thêm việc này, việc kia để kiếm thêm thu nhập cho mình, và thay vào đó là chi tiêu cho cái chuyện yêu đương, tình phí cũng ngốn mất của bạn một cái khoản kha khá chứ không phải là ít đâu đó bạn tuổi Tý nhá. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc kim, tiền bạc tổn hao. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc thủy, tình cảm như ý. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc
thuộc hỏa, nhân duyên hài hòa. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc thổ, cần được khơi thông. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mộc, nên chăm chỉ kiếm tiền. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này, bạn đang gặp ngày có chính quan nhập cục. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Sửu sẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn để đạt được cái mục tiêu mình mong muốn. Và bản mệnh tuổi Sửu được cấp trên coi trọng bởi bạn có tinh thần trách nhiệm cao, hết mình vì công việc được giao rồi. Trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Sửu, cái vận trình của bạn lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Sửu, đây không phải là cái dấu hiệu tốt lành cho cái chuyện tình cảm lứa đôi. Và bạn tuổi Sửu, nếu có cái vấn đề gì còn khúc mắc, thay vì để ở trong lòng thì đôi bên hãy nói ra rõ ràng, bàn bạc, chia sẻ với nhau sẽ tốt hơn hai cho hai bạn nhé. Và bạn tuổi Sửu trong ngày này, bạn cũng đừng có nghĩ rằng yêu nhau thì sẽ hiểu hết mọi điều của đối phương, tình cảm chân thành là có thực. Nhưng cái chuyện thần giao cách cảm thì khó lắm. Và bạn tuổi Sửu, bạn đừng có tự phức tạp hóa mọi vấn đề lên bạn tuổi Sửu nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim, công việc tín chỉn tốt. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc thủy, tình cảm bất thuận. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc hỏa, nên suy nghĩ rõ ràng. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc thổ, đừng để mình mắc sai lầm nối tiếp. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc, cần nỗ lực nhiều hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ 3 ngày 20 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ 3 này đối với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dần trong ngày này, bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Dần Thân Tỵ Hợi. Cho nên với bạn tuổi Dần, đây là cục diện mà bạn sẽ phải đối mặt với nhiều cái mâu thuẫn ở trong gia đình. Hiểu lầm có thể dâng lên rất cao và khiến cho cái khoảng cách giữa hai người, giữa các thành viên trong gia đình ngày càng lớn đó bạn tuổi Dần nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi Dần, bạn cần phải dành thời gian để chia sẻ và tâm sự với người thân của mình nhiều hơn. Có thể vì không hiểu rõ nhau mà hiểu nhầm, nhưng vốn là những người thân thiết, có tình cảm với nhau thì hiểu lầm nào cũng có thể được hóa giải bạn tuổi Dần nhé. Và trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Dần, ngày này may mắn là bạn đang có được thực thần chiếu mệnh. Cái điều này làm cho cái con đường tài lộc của bạn tuổi Dần sẽ có những cái bước chuyển biến bất ngờ mà chính bạn cũng không thể tin được nổi. Cái việc kinh doanh buôn bán càng ngày càng hồng phát và bản mệnh dễ dàng đuốn lộc về tay trong ngày hôm nay lắm đó bạn tuổi Dần nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy, tiền bạc như nước. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa, mâu thuẫn gia đình. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ, hiểu lầm sâu sắc. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, đừng quá khắt khe. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, kinh doanh phát đạt. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao,
tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Mão á, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này, bạn không có được cái bước thăng tiến đúng như mình mong đợi. Và ngày này đối với bạn tuổi Mão, bạn cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Mão đang có quá nhiều bất mãn mà bạn không biết phải xả đi đâu cho hết đó bạn tuổi Mão nhé. Bạn mệnh tuổi Mão trong ngày thứ ba này không tập trung làm việc nên dễ mắc phải sai lầm, khiến cho cái tiến độ công việc bị trì trệ. Điều này có thể khiến cho bạn tuổi Mão bị cấp trên của trách, bị khách hàng thúc giục, áp lực càng ngày càng tăng lên vô cùng với bạn luôn nhé. Và trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Mão, bạn cũng đang gặp ngày có mộc khí vượng. Cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn tuổi Mão đang có phần suy yếu rõ rệt. Và bạn tuổi Mão, bạn đừng có chủ quan cho rằng quản sức khỏe mà mất nhiều thời gian vào công việc nhưng lại không có chú tâm để nghỉ ngơi. Cái điều này sẽ làm sức khỏe của bạn ảnh hưởng nghiêm trọng đó bạn tuổi Mão nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, sức khỏe suy yếu. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, công việc trì trệ. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, dễ mắc sai lầm. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, cần phải tập trung. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, ngụ nghỉ điều độ. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thìn trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tí Thìn. Cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Thìn trong ngày hôm nay lại được tốt đẹp. Và bạn tuổi Thìn, chẳng lẽ bạn không cảm nhận được tình cảm của người ấy đã gửi trao cho mình hay sao? Bạn đang gặp được cái vận quý nhân tam hợp đã tạo điều kiện dẫn đường chỉ lối cho tình yêu đến gần hơn với bạn. Và bạn cũng đừng có mải mê nhiều thứ mà bỏ lỡ mất cái nhân duyên tốt đẹp đến gần bạn tuổi Thìn nhé. Trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Thìn, bạn vẫn biết có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Thìn đang có kẻ tiểu nhân quấy phá, khiến cho cái cuộc sống của bạn mệnh đầy những cái khó khăn. Vốn công việc của bạn đã bận rộn, nay lại còn bận rộn hơn, nhưng đừng có vì thế mà để sắc màu cuộc sống lướt qua mắt mình một cách nhanh chóng bạn tuổi Thìn nhé. Trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Thìn, bạn có thể tìm được những cái niềm vui mới nơi tình yêu để xua tan đi những cái nỗi lo toan trong công việc. Ai cũng cần phải chăm sóc cho bản thân mình, nhưng tình yêu có sức mạnh rất chi là lớn lao hơn nhiều đó bạn tuổi Thìn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, tình cảm thăng hoa. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, tiểu nhân quấy phá. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, công việc trì trệ. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, khó được như ý. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, nhân duyên hợp ý. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân.
Tử vi tuổi Tỵ thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tỵ trong ngày này, bạn đang gặp ngày có ngũ hành tứ hình xung dần thân Tỵ Hợi, cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Tỵ không được tốt đẹp nhé. Và bạn tuổi Tỵ, bạn chỉ muốn quay lại những ngày tháng yên bình trước đó, khi mà đôi bên chưa xảy ra cái sự mâu thuẫn, tranh chấp, chỉ có tình yêu ngập tràn trong căn nhà nhỏ ấm êm và hạnh phúc với bạn nhé. Trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tỵ, những cái mâu thuẫn lớn dần lên theo năm tháng mà với bạn tuổi Tỵ chẳng thể nào tìm được cái cách để hóa giải triệt để, dù mong muốn bỏ qua và tha thứ nhưng trong tim như thể là có một chiếc dao đâm gằn rất chi là đau đó bạn tuổi Tỵ nhé. Và trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tỵ, bạn lại đang gặp được ngày có thiên tài độ mệnh bù lại cái con đường tình duyên của bạn có phần kiếm sắc, thì cái con đường tài lộc của bạn rất chi là khởi sắc, sẽ giúp cho bạn tuổi Tỵ đón nhận được nhiều cái cơ hội kiếm tiền về tay. Và bản mệnh tuổi Tỵ không cần phải lo lắng quá nhiều về cái phương diện tiền bạc sẽ tự tới mê với mình trong tầm tay bạn tuổi Tỵ nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, tình yêu phai màu; tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, tiền bạc rủng rỉnh; tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, tài lộc vượng phát; tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, mâu thuẫn giằng co; tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, cần biết cảm thông đó. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Ngọ trong ngày này, bạn đang có được chính tài hợp cục, cho nên với bạn tuổi Ngọ, tài chính của bạn rất chi là vững vàng, thu nhập từ cái công việc chính đủ để cho bạn trang trải cuộc sống và không gặp phải nhiều cái vấn đề quá lớn về tiền bạc nữa đâu đó bạn tuổi Ngọ nhé. Trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Ngọ, bạn cũng đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng, cho nên về cái phương diện tình cảm với bạn tuổi Ngọ lại được tốt đẹp, tình yêu đôi lứa cũng đang trên đà nở hoa, tình cảm chín mồi, nhân duyên được khởi sắc, yêu nhau tìm hiểu đã lâu thì tiến tới hôn nhân cũng là cái chuyện không có gì là khó hiểu, nhất là khi với bạn tuổi Ngọ đã quyết định là chẳng bao giờ quay đầu đâu đó bạn nhé. Trong ngày này với bạn tuổi Ngọ, các cặp vợ chồng cũng sẽ đón tin vui trong cuộc sống hôn nhân của mình. Đây có thể coi là một ngày may mắn với bạn tuổi Ngọ khi mà tiền tình đều được như ý, cuộc sống viên mãn, chẳng chút lo toan bạn tuổi Ngọ nhé. Và ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Ngọ, cái việc cầu tài lộc, khai trương, xuất hành đều tốt, và bạn đừng quên xuất hành theo hai cái hướng tốt, hỷ thần hướng Tây Nam và tài thần hướng chính Đông để tăng thêm cái vận may về tài lộc cho mình. Trong ngày này, số bạn gặp được quý nhân, công việc thì được thuận lợi, buôn bán, gặp người, gặp khách, đặt hàng, ký kết hợp đồng cũng rất tốt bạn tuổi Ngọ nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim, tài chính vượng vàng; tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc thủy, không lo túng thiếu; tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa, tình cảm sâu sắc; tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ, tiến tới mối quan hệ mới; tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, cần hiểu biết sâu sắc hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt
từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi, thứ ba, ngày 20 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mùi trong ngày này có lẽ niềm vui đến từ công việc của bạn. Và ngày này với bạn tuổi Mùi, bạn cũng đang gặp được ngày có chính quan dẫn đường, mở lối, cho nên những cái khó khăn trước đó dần được tiêu tan. Bạn mệnh đủ cái năng lực để giải quyết được cả nữa rồi nhá. Và bạn tuổi Mùi, bạn là người ham làm việc, chẳng quan tâm tới những cái chuyện khác. Vì thế mà công việc của bạn thì tiến triển rất chi là tốt, còn cái con đường tình duyên lại có phần bị ảm đạm, chẳng tìm được người phù hợp để nên duyên đôi lứa đâu đó bạn tuổi Mùi nhá. Trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Mùi, ngày này bạn cũng đang gặp ngày có mộc khắc thổ, cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn cũng không được tốt. Bạn mệnh không thể hiểu được người khác phái đang suy nghĩ gì, cũng không muốn tìm hiểu. Vì thế mà khó lòng đạt được cái hiệu quả mong muốn khi đôi bên nói chuyện về tình cảm để hiểu nhau đó bạn tuổi Mùi nhé. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim, công danh thăng tiến. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy, nhân duyên kiếm sắc. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc Hỏa, có nhiều nội niềm. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc Thổ, cần được che chở. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc Mộc, tiến bước vững vàng. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân, thứ 3, ngày 20 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thân trong ngày này, bạn đang gặp được thiên ấn chiếu mệnh, dẫn đường chỉ lối cho bạn. Cho nên, rất có thể với bạn tuổi Thân sẽ đưa ra được những cái ý tưởng độc đáo và sáng tạo trong ngày, là vị cứu tinh cho những cái khó khăn mà công việc của bạn đang vấp phải đối bạn tuổi Thân nhé. Với bạn tuổi Thân trong ngày này, bạn cũng đang có chính kiến của riêng mình, không vì những cái ý kiến của người khác mà làm cho bạn lung lay ý chí. Có thể người khác cho rằng bạn đang có cái sự cố chấp, nhưng bạn mệnh tin rằng đó là cái hướng đi đúng đắn cho bản thân mình rồi. Và ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Thân, ngày này cái vận trình của bạn cũng đang gặp ngày có mộc với kim bất dung. Cái điều này cho thấy về cái phương diện tình cảm của bạn lại không được tốt cho lắm. Có thể những cái mâu thuẫn trước đó trong cái mối quan hệ giữa bạn và người ấy đã tạo thành cái rào cản, khiến cho đôi bên chẳng thể nào giữ được nhau trong sóng gió cuộc đời đó bạn tuổi Thân nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc Thủy, cần tin tưởng vào đối phương. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc Hỏa, vững ý chí tiến lên. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc Thổ, công việc thuận lợi. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc Mộc, có nhiều ý tưởng mới. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc Kim, đừng quá cố chấp. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu, thứ 3, ngày 20 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này, rất có thể bạn tuổi Dậu sẽ đón cái cơ hội nhân duyên khá chi là lớn. Và bạn tuổi Dậu, bạn mệnh được tam hội cục, cho thấy được
đâu mới là người thực sự phù hợp với mình nữa rồi, đúng nhá. Tình yêu chẳng phải là thứ dễ dàng để tìm thấy, và nếu như đã có được trong tay thì bạn hãy biết trân trọng hạnh phúc mình đang có, đừng vì những cái chuyện không đâu gây nên chuyện khiến cho tình cảm lại trên bờ bờ rạn nứt bạn tuổi Dậu nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Dậu, cái vận trình của bạn cũng đang gặp được ngày có chính ấn hợp sức, cho nên với bạn tuổi Dậu, cái con đường công danh thăng tiến rất chi là sáng sủa, và bản mệnh đã dành rất nhiều cái thời gian cho công việc, cũng giành được không ít những cái thành quả với mình. Vì thế, cái chuyện được cấp trên yêu ái, cất nhắc cũng không có gì là quá xa với bạn nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc Thủy, bạn cần phải hiểu mình muốn gì. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc Hỏa, công việc trôi chảy. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc Thổ, tìm được thế mạnh của mình. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc Mộc, đừng quá khắt khe. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc Kim, hãy tận hưởng tình yêu. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này, bạn đang có được báo hiệu cái chuyện tình cảm của bạn rất chi là tốt đẹp nhá. Và bạn tuổi Tuất á, có thể bạn đang chuẩn bị đón cái cơn sóng tình ập tới, bạn không ngờ mình có thể rơi vào lưới tình nhanh đến như vậy, đến chính bạn cũng chẳng thể nào tin nổi được đâu nữa. Trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tuất á, cái vận trình của bạn lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, cái điều này mang lại cho bạn tuổi Tuất trải qua một màu u ám trong công việc, khi mà những cái lời đồn thổi thị phi khiến cho những cái uy tín cá nhân của bạn bị giảm sút nghiêm trọng, cái cơ may thăng tiến bị vụt bay với mình rồi đó bạn tuổi Tuất nhá. Và trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tuất á, bạn chớ nên lua chuyện bao đồng, rất có thể sẽ đắc tội với kẻ tiểu nhân, có những chuyện bạn chẳng thể nào xen vào bởi sẽ có thế lực ngầm đứng ở đằng sau, và bạn tuổi Tuất á, bạn hãy làm mọi thứ có thể nhưng phải đảm bảo được an toàn cho bản thân mình bạn tuổi Tuất nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc Hỏa, thị phi tràn lan. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc Thổ, công việc ì trệ. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc Mộc, tình cảm thăng hoa. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc Kim, đào hoa ngập lối. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc Thủy, làm ơn mắc oán đoạn. Vài đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Hợi trong ngày này, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, Dần Thân Tỵ Hợi. Cho nên rất có thể với bạn tuổi Hợi, bạn sẽ cảm thấy bất bình với những cái định kiến quá mức hà khắc của cuộc đời, và có thể bạn tuổi Hợi bạn sẽ thấy đó là cái điều bình thường, nhưng với bạn không thể chịu được cái việc mình bị coi thường đó bạn tuổi Hợi nhé. Và bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này, bản thân bạn trân trọng cái mối quan hệ mình đang có, nhưng nếu như cái quan điểm sống quá mức khác biệt thì khó lòng có thể nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời được, thà đau ngắn còn hơn là đau dài đó. Trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Hợi, bạn cũng đang gặp ngày có tỵ kim chiếu mệnh, cái điều này cho thấy với bản mệnh có cái sự quyết đoán và dứt khoát nhất định, nhờ thế mà công việc của bạn đang tiến triển rất chi là tốt, bạn
biết chọn đúng cái thời cơ, không thể bỏ lỡ những cái cơ hội để thể hiện được cái năng lực của bản thân mình. Trong ngày này với bạn tuổi Hợi, bạn xuất hành đi xa hay là cầu tài lộc, khai trương cũng đều tốt nhé. Cái vận số của bạn đang gặp được quý nhân, công việc thì được thuận lợi, buôn bán gặp khách, gặp người. Và bạn đừng quên xuất hành theo hai cái hướng tốt, hỷ thần hướng Tây Nam và tài thần hướng Chính Đông để tăng thêm cái vận may về tiền bạc, về tài lộc cho mình bạn tuổi Hợi nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, tình cảm tổn thương. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, công việc suôn sẻ. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, quyết định dứt khoát. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, cần hiểu chính mình. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, đừng sợ hãi. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.